Hello, chào mừng các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trai Lờ với tên Nhật Đức nhé. Hôm nay thì em lại review nhanh cho các bác một cái sản phẩm, đó chính là cái phao dầu. Đấy, phao dầu của Hyundai HD, Hyundai HD 72. Đấy, như các bác đã biết thì ngành phụ tùng ô tô thì nó có hàng nghìn chi tiết. Nếu mà một ngày em review hết cái nhà này của em, một ngày mà em review hết thì không biết bao nhiêu thời gian cho đủ. Chắc gì một năm như trong đấy. Tôi hình quân mỗi ngày em cũng 50 sản phẩm lên. Review 5 sản phẩm thì mình cũng bác cũng xem 1 năm vẫn chết được cái đống tài sản đồ nhà em. Chắc phải tầm 25 thì mới hết được. Đấy, bình quân cứ mỗi một ngày mà mỗi lần lên thì lên nha. Anh em nào mà có muốn em review hay là giới thiệu về sản phẩm mà anh em từng quan tâm thì anh em cứ BM comment ở phía góc điện trực tiếp cho em. Và em ơi, em review cái vấn đề cái sản phẩm này đi thì anh thấy nó chưa hiểu biết về cái sản phẩm này, anh sắp mua. Anh chưa hiểu, mày có thể review hoặc mày có thể em có thể review cho anh cái sản phẩm đó để anh có thể nắm bắt được là như thế nào và xịn như thế nào được. Thì mình sẽ sẵn sàng mình review cho anh em xem để anh em biết được cái hàng nào xịn, hàng nào đẹp. Đấy, ngoài ra những cái món đồ mà mình thấy nó hot hay cũng như anh em mua nhiều thì mình hay review lên cho anh em tham khảo. Còn có những món đồ rất là độc thì anh em hoặc là độc cũng như anh em ít tham khảo đến mà ít biết thì anh em có thể comment BM gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0978 23083, 0978 23083 hoặc 0981 626. Đấy, các bác có thể bảo mình nhà em ơi, em tư vấn hoặc em review cái này đi để cho anh em biết, để anh em có thể mua được một cách hàng chính xác nhất. Anh em cứ việc bảo mình nhé, mình cũng là phụ anh em một cách hết mình thôi. Đấy, ngoài cái phần công việc buôn bán ra thì mình cũng rất thích làm review cho anh em phân biệt được đồ. Đấy, cảm ơn anh em đến video này. Đấy, anh em vô tiếp theo. Trước mặt các bác đây là chính là cái phao dầu của Hyundai 2D65. Đấy, phao dầu này thì nó có mấy đời thôi, đời 2 dắp, đời 3 dắp. Đấy, thế nên thành ra là anh em nào mà có muốn mua thì nhớ nhìn cho mình xem đúng 2 dắp hay 3 dắp nhé. 2 dắp, 3 dắp. hai giác hay là ba giác đây các bác này, đây là hai giác này. Đấy, đây là hai giác này. Đấy, đây là hai giác. Còn cái đời ba giác thì anh em nhìn phía trên này, đấy phao dầu thì có mấy đời đây. Cái mã này là mã HB65, 0944, mã là 944005H00. Đấy, đây là phao dầu Hyundai HB65. Anh em nào mà có nhu cầu liên hệ với mình nhé. Cảm ơn anh em đã đến video này, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.